hôm nay em lại phải huy động thêm một bác vào đóng hàng thì rất nhiều hàng sẽ lên đường. Cũng khoảng súp 40 súp điện các bác nhá, rất đẹp, đẹp gần như mới luôn, súp điện bát 40. Quả súp này giá rất là yêu thương, chỉ có 5,2 triệu thôi. Những cặp loa BMB loa full, BMB loa 2000 2000C này lúc em thông báo các bác là 3 đôi sẽ lên được, 3 đôi nhé, 3 đôi và hai cặp loa full này. Đấy, rồi thêm cặp loa BMB nguyên xốp này. Đấy, những quả súp nhá, những quả súp súp hơi bát 30 của Audi Center. Đấy, bên em đóng theo đường bưu điện Viettel là em sẽ tháo bát em đóng rời cho nó an toàn tuyệt đối các bác nhá. Đóng rời bát về bác lắp giúp em. Đấy, cho mang tính chất an toàn. Vì cái thùng này thì không ngại gì, quang quật không lo thì những cái bát này thì em phải bảo vệ an toàn tuyệt đối luôn. Cái thùng này đóng rời ra các bác nhá, cho nó an toàn nữa. Đóng bưu điện. Đấy. Rất cẩn thận các bác nhá. Hàng bên em đi thường là em phải xác định làm nào nó 100% luôn. Đấy. Cái trường hợp lỗi thì cũng có thể xảy ra nhiều, ít cực kỳ luôn, rất ít luôn. Đấy. Thì bên em rất là cẩn thận nhá. Cảm ơn các bác và anh em đã quan tâm và ủng hộ để em cho anh em đóng thêm những sản phẩm 450C và Proio với số lượng cực khủng luôn. Hôm nay em sẽ cho anh em ra đây đóng sớm từ đầu chiều. Đấy. Cảm ơn các bác và anh em đã quan tâm ủng hộ nhé.